Vâng, xin kính chào cô chú các bạn đang theo dõi trên kênh Loa Hay TV. Những hình ảnh và cảnh quay trước mắt cô chú anh chị của bạn là một cái trung tâm thương mại đồ cũ nằm tại thủ đô Tokyo. Thì anh em nào sống tại Nhật Bản và hay xem trên kênh Loa Hay TV thì đã biết đây là một cái tiệm hot up chuyên bán những cái linh kiện đồ cũ, đồ điện tử, thiết bị âm thanh, xe đạp, đồng hồ, máy tính đa dạng và phong phú. Thì ngay bây giờ xin kính mời cô chú các bạn tiến vào bên trong cùng mình khám phá những sản phẩm đã qua sử dụng. Đấy, thì anh em đã biết thì Nhật Bản là một quốc gia vô cùng phát triển cho các ngành luyện kim. Đấy, thì trước khi vào bên trong thì cô chú các bạn, đây là một cái máy bán nước tự động. Thì anh em thấy là rất nhiều các dòng cà phê sữa, cà phê đen, Coca-Cola, Pepsi. À, đây là một lon Pepsi 150ml hiện tại đang bán tại Nhật Bản với giá 130 yên. Nó khoảng gần 30.000 tiền Việt một lon. Đấy, anh em bỏ xu vào đấy thì anh em bấm thôi, rất là lựa chọn, anh em có chọn nóng, chọn lạnh đầy đủ. Đấy, thì ngay bây giờ xin kính mời cô chú các bạn cùng tiến ở phía trong nhé. Nhưng phía trong thì bên đây bán rất là nhiều các dòng sản phẩm như là xe đạp, anh em thấy bày xe đạp như lợn con luôn. Rất là nhiều luôn. Xe đạp thì bày bán bên ngoài, những cái dòng cỏ thì bán bên ngoài, những dòng cao cấp thì để bên trong tránh nắng mưa. Đấy, thì ban ngày người ta cho ra, buổi tối thì người ta cho vào bên trong này nhá. Thì bây giờ anh em mình cùng vào bên trong này để khám phá. Anh em xem trên kênh Loa Hay TV thì biết là kênh của mình thì hay quay những cái sản phẩm tuyển chọn tại các trung tâm thương mại đồ cũ. Đấy, thì hàng ngày hàng tuần mình vẫn lang thang tại các trung tâm thương mại để săn tìm hàng bán lại cho các bãi đồ cũ tại Nhật Bản. Thì bên cạnh đó có rất là nhiều các dòng sản phẩm cao cấp. Anh em có thể quan sát là đây nó bán rất là nhiều luôn, rất là quần áo, bát đĩa, cốc chén, đồ gia dụng rất là nhiều luôn. Bên đây có rất là nhiều chiếc áo rất là đẹp nhá, hàng lẫn cả xen lẫn cả hàng hiệu, hàng trung cấp. Nhiều khi có cái con hàng hiệu bán giá rất là phải chăng, đẹp, ấm. Tất cả nhà hàng này đã qua sử dụng anh chị em nhé, đã qua sử dụng, người dân người ta đã mặc một hai lần người ta bán kiểu vậy. Nhật Bản thì thiên đường của đồ cũ, đồ đã qua sử dụng. Hàng năm Nhật Bản nó xuất ra nước ngoài hàng tỷ đô la thu về tiền lợi nhuận ngành đồ cũ. Đấy, rất là nhiều luôn. Thì bây giờ trong cái clip này mình sẽ quay toàn cảnh cái siêu thị đồ cũ này cho anh chị em xem quan sát nhé. Bán rất là nhiều các dòng luôn, anh em có thể quan sát kỹ là rất là nhiều, như giày dép, quần áo, cốc chén, bát đĩa, nói chung là thượng vàng hạ kém, không thiếu một cái sản phẩm gì. Đấy, thì hôm nay mình sẽ quay toàn cảnh chi tiết để giới thiệu cho cô chú các bạn xem. Hàng ngày hàng tuần thì vẫn hay cái lang thang tại các trung tâm này để săn tìm những cái món đồ là phù hợp thì mình hay mang về phòng mình quay tiếp, sau đó báo giá về tận Việt Nam để cô chú các bạn cùng tham khảo và lựa chọn. Đấy, trong cái clip này thì nó cũng cận kề Tết rồi, hiện nay thì các hãng hàng không vận tải người ta ngừng làm việc ấy, để ăn Tết ở Việt Nam ấy. Thì mình đã nghỉ Tết rồi, thì ăn Tết xong mình tiếp tục quay và báo giá để gửi về Việt Nam cho cô chú anh chị các bạn. Đấy, thì đây em quan sát bán rất là nhiều các dòng sản phẩm. Đấy, như đây là hàng hiệu này. Túi hiệu, túi sách đã qua sử dụng, những dòng này đã qua sử dụng nhé, giá của nó chỉ còn một nửa giá ban đầu thôi, thậm chí nó còn 30% thôi, nhưng có những cái rất là đắt tiền luôn. Vì đây nó là hàng hiệu anh chị em nhé, hàng hiệu thì anh em có thể thấy là con Louis Vuitton này, con này, chiếc túi này được đang bày bán tại Nhật với giá 18.700.000 thì nó khoảng gần 40 triệu tiền Việt. Gần 40 triệu tiền Việt cho một sản phẩm chính hãng. Nhật Bản thì anh em biết là những đồ nào nó không ít khi bị hàng fake, hàng nhái, hàng giả, hàng nhái. Hàng nhái, hàng giả thì nó vẫn nói rõ, nói thật như em ạ. Còn hàng chính hãng của nó thì bày bán lên đây. Anh chị em thấy con này, chiếc túi này rất là đẹp luôn. Mã hiệu của nó là M41422. Hiện tại đang bày bán tại Nhật với giá khoảng hơn 10 triệu tiền Việt tại Nhật Bản. Ở Việt Nam thì anh em đa số những người chơi hàng hiệu đa số vấp phải những con hàng nhái này, hàng fake, hàng giả này, đôi khi không biết đâu một lần.
Ở Nhật Bản thì có cái hay là hàng fake thì nó vẫn nói là hàng fake anh em. Cũng có hàng nhái nhưng mà nó bán nhái là nhái mà hàng thật là hàng thật. Đây cho anh em con ví cầm tay này, này. Hiện tại nó mày bán tại Nhật với giá gần 10 triệu tiền Việt Nam. Thì cái clip này hôm nay thì mình sẽ quay lướt qua thôi nhá. Quay lướt qua để anh em xem toàn cảnh cái không gian buôn bán tại Nhật Bản rất là sầm uất luôn, rất là nhiều các sản phẩm đa dạng và phong phú. Thượng vàng hạ cám, đây là khu vực dành cho trẻ em. Những món đồ dành cho trẻ em như là siêu nhân hoặc là những nhân vật hoạt trong hoạt hình rất là nhiều luôn. Có đến hàng trăm ngàn món đồ khác nhau, những vật dụng khác nhau. Anh em quan sát. Đấy, tại vì cái clip này nó cũng cận kề năm mới rồi, cận kề năm hết Tết đến rồi. Nên là hôm nay mình sẽ quay cho anh em xem toàn cảnh rồi. Sau đó thì qua Tết xong thì mình tiếp tục quay chi tiết và báo giá về tận Việt Nam cho cô chú các bạn cùng lựa chọn. Đấy, đây là một cái quầy bán bắt đầu đến đồ điện tử nhá. Đồ điện tử thì đây gồm những con iPad đã qua sử dụng. Bán với giá 2 triệu, 3 triệu, 4, 5 triệu tùy theo số, tùy theo đời. Bởi vì những cái con iPad này cứ sau 1 năm mà giá của nó sẽ khác nhau rất là nhiều. Anh em dùng cái sản phẩm của Apple đã biết được, sau 1 năm giá của nó hoàn toàn khác luôn. Đấy, bây giờ đến quầy đồ điện tử thì anh em quan sát là rất là nhiều các dòng sản phẩm như là âm ly, bao, đẩy, loa. Đấy, hôm nay sẽ quay toàn cảnh cái không gian này cho cô chú anh bạn cùng xem, chiêm ngưỡng. Anh chị em nào lần đầu tiên xem được cái video này của mình thì hãy nhớ bấm đăng ký để không bỏ lỡ các video kế tiếp. Đấy, thì hàng ngày hàng tuần mình hay đi săn tìm những cái dòng này bán cho các bãi đồ cũ tại Nhật Bản. Bãi đồ cũ thì đa số là những hàng hư anh chị em nhé. Hàng hư thì bán xuống bãi. Còn những hàng tuyến thì trào về Việt Nam để cô chú anh chị bạn cùng lựa chọn những cái sản phẩm độc đáo, chất lượng. Đấy, đây là cái quầy không gian bán tất cả các dòng máy ảnh, máy cơ, máy kỹ thuật số. Máy ảnh thì dần dần tưởng chừng như đi vào quên lãng, bởi vì bây giờ các dòng điện thoại thích hợp những dòng máy quay chụp ảnh cao cấp. Tuy nhiên một số những anh em chơi thì vẫn dùng máy cơ nhé. Dù sao thì máy này nó vẫn có cái độ đẹp và mịn khác so với điện thoại. Đấy, đây là quầy bán hàng cơ khí này. Đây là một chiếc khoan tay đa năng khoan bắt ốc vít. Hàng này chắc là hàng mới, có những con chưa qua sử dụng nha, còn đa số là đã qua sử dụng. Anh em có thể quan sát là thượng vàng hạ cám, Nhật Bản thì một quốc gia vô cùng phát triển trong các ngành luyện kim, công nghiệp nặng và công nghiệp nhẹ, nên cái gì người ta cũng sản xuất được. Sản xuất được thì người ta dùng một thời gian, sau đó thì người ta lại bán đi cho các tiệm đồ cũ này. Đấy, tiệm đồ cũ này thì bắt đầu phân loại ra những hàng còn chất lượng, hàng còn xuống cấp thì này, thanh lý xuống bãi đồ cũ để xuất đi các nước kém phát triển hơn như là Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan hoặc vùng Đông Nam Á nói chung. Đấy, còn những số hàng cao cấp thì những quốc gia tiên tiến phát triển như ở châu Âu người ta vẫn nhập nhiều. Đặc biệt là khi mà người ta bày bán trong đây thì người Nhật người ta đi mua sắm cũng rất là nhiều. Đây là những dòng đàn guitar cao cấp đã được lựa chọn, tuyển lựa rất là kỹ lưỡng và chất lượng. Đấy, bên này cũng có những con rất là đắt tiền nha anh chị em nhé. Có những con rất là cực, rất là cao tiền luôn. Quay cho anh em xem một số cái đàn guitar này. Đấy, đây anh em quan sát này. Đây là một chiếc đàn guitar có giá gần 1.000 đô la. Hiện tại đang bày bán tại Nhật với giá khoảng xít xít 20 triệu tiền Việt, nó khoảng 800 đô la Mỹ. Đây là một cái hiệu đàn nổi tiếng của Nhật Bản. Đấy, rất là nhiều luôn, rất là nhiều các dòng sản phẩm. Hôm nay mình sẽ quay lướt qua nhé, lướt qua để cho anh em ngắm lại toàn cảnh cái không gian điện đồ cũ này. À, những cái tiệm đồ cũ này mọc lên tại Nhật thì nó cách đây khoảng 20 năm rồi. 20 năm thì cứ khoảng 10 đến 15 km thì có một tiệm trải khắp đất nước Nhật Bản, từ
miền Bắc xuống miền Nam, từ vùng Osaka, Tokyo, vùng Hokkaido, Nagoya. Có hàng ngàn cửa tiệm này rải khắp trên toàn đất nước Nhật Bản. Nay thì anh em mình vẫn hay lang thang tại các trung tâm thương mại, đa số là vùng Tokyo, vùng Nagoya để săn tìm hàng. Săn tìm hàng thì bán lại cho các bãi. Bên cạnh đó thì rất là nhiều các dòng sản phẩm đẹp, cao cấp thì mình hay chào về Việt Nam để cô chú anh chị các bạn lựa chọn. Mỗi một tuần mình về Việt Nam cả một xe tải hàng, đa số là loa, nồi cơm điện, lò vi sóng, đồng hồ, đàn guitar. Nói chung là ở Việt Nam anh em cần món nào thì mình gửi về món đó thôi. Rất là tiện, thuận tiện. 15 đến 17 ngày là sẽ nhận được hàng. Thôi, hiện tại đến đây nó có một cái cặp loa ngoài trời nha anh chị nhá, rất là tuyệt vời luôn. Công suất rất là lớn. Con này là con ZLX15. Hiện tại đang bày bán tại Nhật với giá khoảng 10 triệu một chút. Rất là mới luôn. Cặp này không biết nó nặng bao nhiêu kg nên mình không thể báo về Việt Nam được. Anh em nào quan tâm thì mình có thể xem lại cái số cân nặng của nó, mình báo về sau. Cặp này cặp loa ngoài trời anh chị em nhá, loa sân khấu. Công suất rất là khủng luôn, công suất 500W, hai cặp là 500W. Đấy, đây là khu vực bán âm ly, loa. Rất là nhiều luôn, thượng vàng, hạ cám. Đấy, thì bây giờ mình cũng quay lướt qua để anh xem toàn cảnh. Rất là nhiều có dòng âm ly, dòng CD, nhiều con nó đắt tiền, nhiều con nó ngược giá thì mình quay lướt qua cho anh em xem thôi. Đấy, như con này, thế là con JBL4306. Hiện tại đang bày bán tại Nhật với giá 13.2 ngàn, thì nó khoảng 30 mấy triệu tiền Việt. Con này nó không lớn lắm, nó cao khoảng 50cm, chiều ngang khoảng 30-35cm. Trong tình trạng rất mới, đẹp xuất sắc. Đấy, một số con nó bán rất là đắt luôn nha anh chị em nha, cực kỳ đắt luôn. Nhưng mà được cái là hàng nó đẹp, hàng nguyên bản, nguyên xịn. Đấy, anh em ở Việt Nam thì hay săn tìm những hàng bãi thì giá của nó ưu điểm là giá rất là phải chăng, nhưng mà xịn nó không có đâu nha anh chị em nhá. Xịn nói xịn nguyên zin là nó phét hết đấy, không đúng đâu, nó phét bởi vì giá xịn tại Nhật nó cao lắm, ở bãi không thể gom được, không thể mua được. Ngay như mình bán quay tại Nhật Bản, anh em thấy giá đã cao ngút trời mây, cao hơn tại Việt Nam. Nhớ anh em có thắc mắc hỏi tại sao quay ở Nhật thì giá Nhật thì lại cao hơn Việt Nam mới đúng rồi. Nhật bán hàng này hàng xịn mà anh em, hàng nguyên gốc, hàng nguyên bảo hành của Nhật, chưa đâm đụng, chưa sửa chữa, chưa ngập nước. Đấy, thì có những con nó rất là đắt tiền luôn, cao tiền, cao gấp rưỡi tại Việt Nam luôn. Đấy là hàng xịn nhá, hàng tuyển tại Nhật. Còn hàng bãi thì lại khác nhá, hàng bãi thì rất là rẻ luôn. Hàng bãi đa số 97% là hàng hư. Đấy, như con này anh em quan sát này, mặt màu vàng chanh, con TAC, một trong những con CD đẹp, VRDS10, mặt vàng chanh nguyên sáng loáng nhé, không một tí vết nào. Hiện tại đang bày bán tại Nhật với giá khoảng hơn 10 triệu. Mà CD này như ở Việt Nam ít anh em chơi đúng không, con CD này rất là đẹp luôn. Đấy, bên cạnh đây thì rất nhiều cái dòng âm ly cao cấp. Nên con này thế này, trong tình trạng đẹp xuất sắc. Con đàn ông BMA1600NE đang bán tại Nhật với giá khoảng xít 20 triệu, khoảng 19 triệu tiền Việt Nam. Đấy, rất là nhiều các dòng sản phẩm luôn. Hôm nay mình sẽ quay lướt qua để anh em xem cho vui nhá. Đây con này, con đầu cối máy nằm của hãng Pioneer RT710, hiện tại đang bày bán tại Nhật với giá khoảng 16 triệu tiền Việt. Con này nó chạy băng 7 thôi, băng 5, băng 7 nha. Máy nằm của Pioneer, hàng đẹp xuất sắc. Đấy, dưới này có hai con đẹp này, hai con bao cho coi của chú Nhuận cùng xem. Đấy, con em stock
MC7300 hiện tại đang bày bán tại Nhật với giá hơn 60 triệu tiền Việt Nam. MC7300. Tiệm này thì đang có hai chiếc giống y chang nhau, trong tình trạng đẹp như nhau, đang được bày bán tại các trung tâm thương mại đồ cũ của Nhật Bản. Hàng nguyên tem, nguyên bảo hành của Nhật. Các chuyên gia âm thanh của Nhật người ta đã test kỹ, kiểm tra chất lượng, sau đó bày lên kệ này bán cho những người đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản, hoặc những người dân Nhật Bản có thể đến đây sắm. Giá thì rẻ hơn do giá mới khoảng 50%, chất lượng thì như nhau. Đây là quầy máy tính nhá, rất là nhiều các dòng máy tính cho anh chị em làm việc và học tập, rất là nhiều luôn. Đấy, thì bây giờ mình cũng quay đi qua để cho anh em thấy cái toàn cảnh, cái không gian bán rất là nhiều đồ thượng vàng hạ cắm, hàng trăm ngàn món đồ khác nhau. Đây là máy in của Epson đang bán tại Nhật với giá khoảng 4 triệu tiền Việt Nam. Đấy, bây giờ mình sẽ quay toàn cảnh để cô chú bạn cùng xem. Năm hết Tết đến rồi, anh chị em rảnh rỗi xem được cái video này trên điện thoại thì hãy bấm cho mình một like nhé, một like một share. Anh chị em nào chưa đăng ký thì bấm đăng ký để theo dõi các video kế tiếp. Khi mà ăn Tết Nguyên Đán xong mình tiếp tục đi vào quay cho cô chú các bạn cùng tham khảo quận cảnh chi tiết, là báo giá về tận sân để cô chú các bạn cùng lựa chọn. Đây là quầy bán máy chiếu, các dòng máy chiếu kỹ thuật số, máy cơ, máy Bluetooth, rất là nhiều luôn. Đấy, thì hôm nay anh em thông cảm là mình quay lướt qua vì thời hạn chương trình cũng có hạn ấy. Quay lướt qua để anh em xem toàn cảnh không gian bày bán tại các trung tâm thương mại đồ cũ. Hôm nay thì không thiếu một cái sản phẩm gì anh chị em nhé, không thiếu một cái gì cả, trừ ma túy thì không có, thì anh em cái gì cũng có hết, kể cả máy bay mô hình, ô tô mô hình, đồ chơi người lớn, đồ chơi trẻ em, quần áo, bát đĩa, cốc chén, nồi cơm, đồ gia dụng trong gia đình. Nói chung là trong gia đình vào đây sắm là đủ luôn. Máy giặt, máy hút bụi, tủ lạnh, máy khâu, bàn là, nồi cơm điện, tivi, lò vi sóng, bàn ghế, bát đĩa, cốc chén, máy sấy, máy giặt, máy phơi quần áo. Anh em quan sát rất là nhiều luôn, không thiếu một cái gì hết. Đấy, thì anh em thấy là hàng tuần mình vẫn hay đi tất cả các trung tâm thương mại đồ cũ tại Tokyo này, săn tìm những món hàng nào đẹp, giá cả hợp lý thì mình sẽ bắt đầu lấy về phòng quay chi tiết cận cảnh để báo giá về tận nhà cho cô chú các bạn lựa chọn thì nó dễ. Trong cái video này thì mình quay toàn cảnh để anh em xem này, anh em thấy rằng là tất cả các món đồ người ta bán, đồ cũ tại Nhật Bản nó như thế nào. Đấy, thực sự mà sang đây mới thấy là nó là một thiên đường mua sắm đồ cũ. Các chị em mê đồ cũ sang đây ngất ngây con gà tây luôn. Đấy, anh em quan sát đây là các dòng máy hút bụi, máy cơ, máy cầm tay, máy kéo dài, cả robot nữa, có những con rất là đắt tiền luôn, hơi bị ngược giá này nè. Mình mua sắm về phòng quay cho anh em xem cũng phải rất là lựa chọn rất là kỹ, test rất là kỹ. Đấy, như đây con máy giặt Toshiba hiện tại đang bày bán tại Nhật với giá khoảng 6 triệu tiền Việt Nam. 6 triệu tiền Việt Nam trong tình trạng rất mới và đẹp. Hàng tuyển, hàng xài lướt à. Đây tất cả khu vực hàng xài lướt hết nhé, đã qua sử dụng còn rất đẹp. Đấy, đây là máy khử mùi, máy tạo ẩm không khí, rất là nhiều luôn. Thiên đường may sắm, thiên đường mua sắm. Đấy, số điện thoại của mình thì đang chạy trên màn hình cô chú anh chị các bạn nhé. Anh chị em nào cần liên hệ thì cứ nhắn tin qua Zalo, nhắn tin kết bạn qua Zalo. Cách kết bạn qua Zalo thì anh em bỏ số 84 ở Việt Nam đi, sau đó anh em thay bằng số 81. 81 là mã vùng của quốc gia Nhật Bản nhé. Mã vùng sau đó đến số điện thoại 0909 730 3339 là số điện thoại duy nhất của mình tại Nhật Bản.
Đó, đây là quần áo, thời trang. Bây giờ kế đến dẫn tiếp anh em đi tiếp một vòng. Đi chưa hết nhé, từ nãy đến giờ mới được có 1/3 thôi nhé. Đấy, rất là nhiều các dòng sản phẩm. Đấy, anh em quan sát là thấy rất là nhiều người Nhật nhé. Nhiều người Nhật đến mua sắm tại các trung tâm thương mại của đồ cũ này. Tại vì là giá trị sử dụng nó còn nguyên. Nhưng mà giá tiền bỏ ra thì nó chỉ khoảng 50% giá ban đầu thôi. Nên là rất thu hút rất là nhiều những người dân đang sinh sống quanh quanh đây, hoặc là những người ngoại quốc đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản. Rất là nhiều các món đồ luôn. Anh em qua đây thì mê mẩn không tìm được lối về luôn. Rất là nhiều các dòng sản phẩm như tranh ảnh, gốm sứ, quần áo, bát đĩa. Nói chung là mình nhiều khi cái món đồ không biết nó sử dụng vào mục đích gì nữa. Rất là nhiều luôn những sản phẩm độc lạ. Đấy, mình quay tiếp anh em thấy không? Cái sảnh rất là lớn luôn, bày bán rất là nhiều các dòng sản phẩm. Đây là đến ba lô, túi sách này. Anh em thấy rất là nhiều ba lô, túi sách thì nhiều khi có những cái rất là đẹp nha, giá rất là phải chăng. Đây là những cái sản phẩm mà phục vụ cho những di chuyển, đi du lịch, đi công tác. Đấy là nhiều ba lô, túi sách, vali, nhiều cái hàng rất là xịn sò, đẹp. Đây là giày dép, giày thể thao, toàn hàng hiệu nhé, toàn hàng hoàn hàng xịn, đã qua sử dụng. Đây là quần áo thể thao, gôn, gậy gôn, gậy chơi gôn, bắt đầu lên cần câu, nhiều món lắm. Đúng là thiên đường mua sắm những mặt hàng đã qua sử dụng. Đây cần câu này, quay thử cho anh em khảo giá một chiếc cần câu tại Nhật nhé. Cần câu có những cái rất là đắt tiền, có những cái vừa phải. Đây mình quan sát, đây là một cái cây cần chưa qua sử dụng, chắc là chưa qua sử dụng. Rất là đẹp luôn, nhiều cây đẹp lắm. Xem giá của nó nhé, đây những cây này này. Cây này là còn nguyên hộp anh chị em nhé, nguyên hộp, chắc là chưa qua sử dụng. Đây là một cây cần câu chất, cần câu này xem là giá của nó. Giá của nó đây là 10 1 man 8 700, 3,7 triệu, 3,6 triệu anh chị em, 3,5 triệu, 3,6 triệu tại Nhật. Đấy, một cây cần xịn xò luôn. Cây này hình như là chưa qua sử dụng, vẫn còn nguyên hộp. Rất là nhiều các dòng sản phẩm. Anh chị em nào mà xem được cái video này của mình thì hãy nhớ bấm đăng ký để không bỏ lỡ các video kế tiếp. Anh chị em nào mà quan tâm đến sản phẩm nào thì ở những video tiếp theo, ăn Tết xong thì mình sẽ quay cận cảnh chi tiết, báo giá về tận Việt Nam để cô chú các bạn cùng lựa chọn những sản phẩm hoàn hảo, độc đáo, được tuyển chọn rất kỹ tại các trung tâm thương mại đồ cũ của Nhật Bản. Đây là khu vực bán quần áo truyền thống của Nhật Bản này, như kimono. Đấy, những món đồ truyền thống, quần áo, giày dép nhiều lắm. Đấy là toàn cảnh, mới quay được một nửa thôi nhé anh chị em nhé. Bởi vì thời lượng của chương trình nó cũng có hạn nên là mình quay 20-25 phút rồi. Cảm ơn anh chị em đã bấm đăng ký, bấm theo dõi và ủng hộ kênh Lo Hay TV trong suốt những thời gian vừa qua. Kính chúc cô chú bạn xem video vui vẻ và hạnh phúc bên những người thân yêu. Clip này thì mình xin tạm dừng tại đây. Một lần nữa thì xin chân thành cảm ơn cô chú những bạn đã đăng ký, theo dõi và ủng hộ Lo Hay trong suốt thời gian vừa qua. Kính chúc cô chú những bạn đón một mùa xuân mới vui vẻ, ấm áp và hạnh phúc bên những người thân yêu. Hẹn gặp lại anh chị em ở những clip tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.